làm gương. Chúng tôi muốn dạy con của mình mà ngon lành thì phải bắt đầu từ từng làm gương trở lên. Còn cái dưới này thì chút chút cho vui thôi, không ăn thua đâu. Và cuối cùng, để trở thành một người dạy ra đứa con vĩ đại thì người thầy đó phải biết truyền cảm hứng. Có người họ nói trời trời trời, chắc lên tới tầng vĩ đại này chắc phải làm tiến sĩ mới làm được quá, kỷ lục gia thế giới mới được quá, là họ tài le lắm rồi đó. Chỉ cần họ biết cách truyền cảm hứng thôi. Nhà đào tạo đỉnh cao là không phải dạy mà là truyền cảm hứng. Đừng có nghĩ đến đây tôi sẽ dạy cho con anh chị anh nói thế này thế nọ, không đâu. Tôi không có dạy con bé anh thư anh nói đâu, là nó nói đó. Không phải tôi là người dạy nó nói đâu, tôi chỉ là người đưa ra phòng mát, còn ngôn từ là của nó. Hình dung không? Tôi chỉ là người truyền cảm hứng cho nó hiểu rằng con là một thiên tài vì ngôn ngữ. Hình dung không? Chứ không phải tôi là người dạy nó nói đâu. Hình dung đúng không ạ? Tí nữa con vài đứa này nó giỏi lắm. Mấy đứa ngày hôm qua nó giỏi, nó nhớ siêu siêu lắm. Tôi đâu có dạy đâu, tôi chỉ cho nó cái cốt lõi thôi. Còn luyện tập là nó đó, nó là đứa nỗ lực luyện tập. Nên đừng có mong đưa con tới đây thầy sẽ dạy con mình rất là nhiều thứ. Không đâu, ông dạy cho nó cái cốt lõi thôi. Và quan trọng ông truyền cảm hứng cho nó, để nó cảm thấy hứng thú nó làm. Khi mà có người hứng thú, không cần ai dạy, người ta tự học. Mọi người biết khi có người hứng thú người ta tự học chứ dạy cái gì mà dạy. Tại vì mình dạy cho nó, mình mệt lắm thời gian đâu mà nghỉ. Mình chỉ cần làm cho nó hứng thú và nó làm. Làm là chuyện của nó, phải chuyện của mình đâu. Đây không phải là chuyện tôi nói, đây là chuyện của cái ông mà làm đâu ông đền này, ông nói nè. Ông làm đâu ông đền tên gì? Ông tên là Thomas Edison. Mỗi lần mà mở ông đền lên một cái là phải nhớ ơn ông. Cảm ơn Thomas Edison. Mỗi lần mà mở cái máy ghi âm ra để mà ghi âm về mà nghe lại đó đó, là phải nói cảm ơn Thomas Edison. Mỗi lần mà mở cái băng đĩa ra mà nghe nhạc á, cảm ơn Thomas Edison. Ông ấy chính là thiên tài của thế giới này. Ông ấy học lập mây biết không? Ha? Ông ấy học lớp mấy? Ông ấy là người chưa hề tốt nghiệp tiểu học đâu nhé. Và cái thời mà ông đi học, ông nghịch lắm. Ông bị không tập, ông gọi là ông thuộc nhóm không tập trung. Ông là cái đứa rất là nghịch ngợm, không có giỏi tính toán. Ông đi học, người ta vô lớp, người ta ngồi đàng hoàng. Ví dụ như đây là cái mục của thầy, vô thì biết cái của thầy thôi. Edison vô một cái, lật lên. Này để làm gì? Này để làm gì ta? Xong mấy cái nó xúc cỏ, tắm cái xe quá vậy. Cô giáo vô lớp, Edison, dạ, dạ. Làm gì đó? Xin lỗi cô. Đem bỏ. Lên mạng quỳ. Dạ, quỳ. Quỳ. Hình dung không? Tưởng đâu hiền lành rồi, cô giáo cất. Mày vô lớp, hôm nay ghế của mình đang ngồi bình thường, ghế dày, học sinh ai cũng tới ghế này ngồi đàng hoàng học. Có mỗi Edison ngồi lên ghế cái nói, cái ghế này tại sao phải ngồi như vậy ha? Ủa, tại sao phải ngồi như vậy? Được không? Ngồi vậy vui hơn mà ta. Ủa, đây cũng là một cách ngồi á. Bây giờ sẽ không ngồi về vì nó thưa. Hả? Sao kỳ, sao ngồi như vậy? Tại sao là như vậy mà không phải là như vậy nhỉ? Tại sao không phải là như vậy? Rồi mình lát ra mình ngồi. Đúng không? À, giống cái xe. Mày có vẻ giống cái xe. Đang ngồi ơi, thầy giáo ngồi Edison. Dạ, làm gì đó? Con thấy này giống cái xe. Lên bà, quỳ. Dạ, quỳ. Không biết vì sao mình quỳ. Thầy lạ. Mình nghĩ ra đây là cái xe, sao bắt mình quỳ nhiều lần như vậy. Và nhà trường một ngày mẹ của ông là liên tục đi họp. Ông làm ra phụ huynh hết ngày này qua ngày khác. Đến một ngày thầy giáo đưa cho một cái phong bì, nói đem về đưa cho mẹ, đừng có mở ra nghe chưa. Dạ, em đưa mẹ. Mẹ ơi, thầy gửi. Mẹ mở thư ra, nhìn, lấy thư ra. Nước mắt bắt đầu chảy. Mẹ, thầy viết gì mà mẹ khóc vậy mẹ? Thưa bà, Edison con của bà là một thiên tài.
trường của chúng tôi không đủ giáo viên để dạy thiên tài. Xin bà đem con của bà về để giáo dục. Chính thức không đi học nữa. Sau đó về nhà, chứng nào tật nấy, không được đi học nữa, về nhà vẫn như cũ. Đi qua nhà hàng xóm, cũng lại những cái đồ của hàng xóm nghịch ngợm. Cái này là cái gì nhỉ? Này hay quá ha. Sao không bỏ vô mồm bó? Nghĩ ra đủ trò đủ kiểu nghịch ngợm hàng xóm. Bà ơi, qua đây mày đi xin về. Dạ, dạ, chạy qua chẳng con này. Ê đi xin, đi con. Tưởng tượng, bà ơi đem con về. Xin lỗi bác. Dẫn con về, đi xa xa đó. Người ta không biết đâu, con là thiên tài. Rồi, về nhà đút cơm cho ăn. Ba bữa sau, đang làm việc, lập rau gì đó. Bà ơi, hàng con bà nó nghịch quá, qua đây đem về. Em xin lỗi con, đi về con. Đi xa xa ra khỏi. Người ta không biết đâu, con là thiên tài. Nhiều năm như vậy, và ông ấy thành thiên tài thật. Ông ấy đã thành một người vĩ đại của cả thế giới này. Mọi người, các nhà khoa học mọi thời đại đều phải ngã mũ bái phục Edison. Và đến một ngày, lúc mà mẹ đã qua đời, ông ấy bắt đầu dọn dẹp phòng cho mẹ. Ông ấy vẫn để căn phòng của mẹ ở đó. Mặc dù bà ấy đã mất rồi, ông ấy vẫn để im phòng của mẹ như vậy. Và một ngày, ông ấy vào dọn dẹp lau chùi, kéo cái hộc tủ ra. Ông ấy bắt đầu thấy cái bức thư năm nào, năm ông còn bé. Ông lấy ra, ông coi, ông thấy người ta viết thế này: thưa bà, con của bà nó vừa ngu mà vừa lì, nó ngỗ nghịch, nó lì lợm, nó phá phách đủ kiểu. Chúng ta không có thể dạy cái thằng như thế này được. Chúng tôi đã nỗ lực hết sức, nhưng xin bà thông cảm, không thể dạy một cái đứa như thế này được. Con bà là cái đứa không thể giáo dục được, xin hết sức thông cảm cho chúng tôi. Chúng tôi chính thức đuổi học con bà. Từ một cái lá thư trùng dập kết tội con của mình, nhưng bằng một cái trái tim yêu thương vĩ đại của một người mẹ, bà ấy đã lật ngược lá thư lại để đọc rằng con là một thiên tài. Vậy mà có nhiều phụ huynh con của mình là thiên tài thì tự lật ngược lại: mày ngu như bò, tráng mày mỏ dồ, mỏ hô tráng dồ ha, mày ăn nói không có lễ phép, mày không có tự tin, mày là cái đồ nói dối, mày là cái đồ ăn cắp, mày là cái đồ nói loạn. Mình gán cho nó một loạt các cái từ muốn xịt thật hay anh Dũng không? Tức là không có cái đứa nào mà nó như vậy hết á. Thậm chí là nó có tệ đến cái nào thì nó cũng là một cái hay trong cái điều đó. Tại vì nó, mình thấy nó dở là tại vì nó không giỏi cái mà mình cần thôi. Bao nhiêu người biết mình thấy con mình ngu là tại vì mình, nó không giỏi cái thứ mình cần nó giỏi á. Có hai con vịt. Con vịt nó đứng bên này, có con mèo nó đứng bên này, và có con chó nó đứng bên này. Và người chủ đứng ở đây và nói: con chó nó mèo ấy đuôi nó chạy tới. Ngoan em. Cái quay qua nhìn con mèo. Con mèo nó nhìn mặt lì dữ, cái đồ mất dạy, cái đồ ngu. Ta kêu tới không tới, không biết chủ là ai. Đứa nào ngu biết không? Đứa nào ngu vậy? Bao nhiêu người biết trên đời này không có đứa kẻ ngu, đứa thế này không có đứa trẻ ngu. Chỉ có ai biết không? Chỉ có cha mẹ không hiểu biết về nó, không biết nó giỏi như thế nào thôi. Ai đã rõ ý này rồi xin hãy nói tôi.